bunda minta maaf aku mengambil untuk makan. Oh, macam nước mắm aja ya. Nhưng ăn chị ăn tay thải thôi. Ở đâu Lucy tạm bắt bằng á? Không sao. Không sao. Đường xá ở đây cô bác quý anh chị thì người ta sẽ chạy ở phía bên tay trái. Trưa nay thì Bùi Hồ sẽ trưa ngày tại Singapore và chiều nay thì các anh em sẽ di chuyển về lại đảo Batam ở đất nước Indonesia. Thì phương tiện di chuyển là Bùi Hồ sẽ di chuyển bằng tàu. Thì cái hành trình thì cũng còn khá là dài. Giờ Bùi Hồ sẽ quay một cách lịch cho bác quý chị xem. Nhớ theo dõi hành trình của Bùi Hồ ha. Và đây là một cái bến tàu mà Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bụi cũng như là em Nhân sẽ đi từ đất nước Singapore đến đảo Batam của Indonesia để xem về cái nghĩa trang của người Việt ngay tại Ga Lăng. Bây giờ thì Phong sẽ vô để làm thủ tục nhận vé và Phong có chia sẻ rằng là 850.000 tiền Việt Nam tương ứng với khoảng là 50 đô la Singapore. Vé của mình sau khi mà mua xong đó, mình sẽ điền một số thông tin lên đây và qua bên đó làm thủ tục. Và đây là cái bảng để mình đi di chuyển qua đây. Sau khi qua một loạt kiểm tra nè, kiểm tra an ninh nè, rồi kiểm soát vé nè của các anh chị, thì hiện nay Bùi Hồ đang đến một cái quầy chờ để điền một số thông tin để chuẩn bị nhập cảnh sang đất nước Indonesia. Và đây là cái tờ người ta phát phiếu cho mình nè. Còn cái tờ vé này nè là lúc nãy mình mua đó. Và khi mà đi qua một cái nước khác thì lúc nãy cũng có check in kiểm tra passport, vân tay, gương mặt, rất là nhiều thủ tục để mà nhập cảnh sang đất nước Indo bằng cái con thủy. Lý do Singapore là một cái quốc đảo gần với lại Malaysia, Indonesia nên là nữ việc ở đây di chuyển rất là thuận lợi để đi đảo Batam, Indonesia. Và sau khi ghi thông tin thì mình sẽ lên tàu quay cho các bác xem tiếp ha. Sau khi qua một cái cánh cổng quét thì Bùi Hồ sẽ đi xuống đây để mà chúng ta lên tàu. Đây là một cái con tàu mình đi ngày hôm nay này, cô bác quý anh chị. Ở trong này thì nó có lại sẵn cái số ghế đồ hết à. Bây giờ thì Bùi Hồ mới vừa đặt chân đến đảo Batam của đất nước Indonesia. Thời gian chạy thì tầm khoảng hơn 1 tiếng các cô bác quý anh chị. Ở đây là người trang phục của người Indo. Sẽ kiểm tra một cái thông tin chích ngừa Covid với lại một cái thông tin khai mà Bùi Hồ đã điền ở trước đó. Vaccine COVID, COVID. À, ok. Dạ. Ok. Kiểm tra một cái thông tin Covid cho cô bác anh chị. Ê, người đạo hội thì họ luôn trùm kính mặt. Dạ. Ok, giữ cái thông tin mình lại. Người đạo hội thì rất là thú vị luôn. Cái cô gái trùm kính mặt như thế này.
nha, cái anh này anh đang đàn vừa xin tiền. Nhìn ảnh bợm quá. Hành trình dài từ đất nước Singapore, quốc đảo Singapore, thì Bùi Hồ đang có mặt tại đảo Batam của đất nước Indonesia. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái lá cờ, một quốc kỳ của đất nước Indonesia. Chia sẻ một tí xíu về đất nước Indonesia, nước giàu nhất Đông Nam Á và nền kinh tế thì đứng thứ 16 trên thế giới. Ở đất nước Indonesia thì với diện tích khoảng 2 triệu km vuông, có nghĩa là gấp 4 đến 5 lần đất nước Việt Nam, với gần 300 triệu dân. Và đa số thì người dân ở đất nước Indonesia thì người ta sẽ theo đạo Hồi là chính, với khoảng hơn 80% là dân số sẽ theo đạo Hồi. Nên trên đoạn đường đi thì cô bác quý anh chị sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi bắt gặp những người phụ nữ trùm cái khăn kín cả cái phần mặt và phần tóc. Và Hồi là một cái đạo mà được chính phủ ở Indonesia công nhận là quốc đạo. Sau đạo Hồi thì có đạo Hindu, đạo Phật giáo và phần còn lại công giáo và không theo tôn giáo nào cả. Với hơn 300 triệu dân, hơn 1.000 dân tộc khác nhau, thì đất nước Indonesia được mệnh danh là một cái đất nước nó có nhiều sắc tộc khác nhau. Indonesia được mệnh danh là một cái đất nước vạn đảo nữa, với hàng chục cái núi lửa, và trong đó thì có 10 cái núi lửa đang hoạt động. À, hôm nay đi qua đất nước Indonesia này, Bùi Hồ sẽ giới thiệu cho cô bác quý anh chị về một cái cộng đồng người Việt ngay tại một thời gian đã từng sinh sống ngay tại đất nước Indonesia, đảo Batam, đó là trại tị nạn Ga Lăng. Và để hiểu thêm về điều đó, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ đi thêm một đoạn nữa để đến trại tị nạn Ga Lăng ngay tại đất nước Indonesia. Ai lên không? Con ai lên không? Còn ai lên nữa không? Ai lên đi? Lên đây Nhân. Tuổi gì anh? Năm này 45 anh ơi. 45? Đúng rồi. À, là sinh năm mấy ta? Năm 77. 77. Anh Abu anh nói là người Việt Nam thì rất là ok hả? Việt Nam thì ok. Ok. Đẹp không? Wow, Việt Nam phải nói rồi. Phải nói rồi. Mở bên Nepal em ăn bắp mà. Hôm nay dùng trưa cùng với lại Bùi Hồ với lại em Phong thì có một cái anh người Indonesia theo đạo Hồi và anh ăn bóc như thế này. Không nói luôn Việt Nam ăn bóc luôn. Hả? Hả? Bóc mà chấm nước mắm mới ghê á. Nhưng ăn chỉ ăn tay thải thôi. Rồi ăn này tay này là lưỡi đít. Rồi muốn ăn ăn. Tay này bóc cái thôi. Bóc cái. Bóc cái. Bóc cái. Nhất không biết cái mình nói đúng không? Có nghĩa là chỉ bóc tay tay phải thôi. Dạ. Còn tay trái thì làm những cái công việc khác. Đúng rồi. À. Với Malay à. Anh sao lại thích Việt Nam mấy tỉnh đó? Nè, bình đô của bạn tôi. Bạn lần xưa người ta ở đây nè. Cần Thơ biết có gì đẹp không? Đây là một cái hình ảnh mà khá là phổ biến ở đất nước Indo. Ở trên cái đường xá ở Indo đó là các cô đang nướng bắp cho mọi người. À. À, các người phụ nữ ở Indo á là theo đạo Hồi, nên việc họ sẽ trùm kín cái khăn đẩy lộ bớt ít cái phần da thịt nhất có thể. Và các cô thì cũng có vẻ là khá là thân thiện luôn cô bác quý anh chị, nhưng mà rất là ngại tiếp xúc với lại người lạ. Và bây giờ mình sẽ qua đây mình mua nước, một chai nước mình uống thử nha. Ở đây là một cái xe của anh này, ảnh bán vỉa hè. Chiếc xe này gọi là ở Lào hôm trước thì Bùi Hồ có đi được, gọi là chiếc xe xám lọ. Ở đây thì có rất là nhiều nước ngọt cũng như là nước suối nè. Ờ, mấy nồng. Dạ. TV ơi, TV. TV. Dạ. Bùi Hồ thì sẽ nhờ một cái chị là người Việt Nam rất là gành tiếng Indo và chị sẽ hỏi cái giá mỗi một cái chai nước là như thế nào. Ủa chị, cái này là nước này là chị hỏi giùm em coi giá như thế nào hả chị? Nước nào? Cái chai nước này nè, nước này là nước. Cái này là cà phê. Ni berapa bang? 13. 13.000. Khoảng 20.000 tiền Việt đó ha. Ừ.
Dạ. Poppy. Con này là gì chị? Đây là giống như là hạt dẻ, hạt bí á. À, hạt bí ha. À, hạt dẻ, hướng dương. Hướng dương. À, hướng dương. Này là bao nhiêu tiền? Đây là 15.000. 15.000. À. Ở đây có cả nước suối trong này nè đúng không chị? Chị Vy uống gì? À? Này là gì chị? Việt Nam. Yeah. Này là gì chị? Này là nước sữa Aqua kan? Maison. Tapi dia tak ada apa ya? Tak ada rasa kan? Ada. Ada siapa? Cranberry. Oh, kayak garam-garam itu. Yeah, strawberry. Này là nước suối mặn. Nước suối mặn, nước suối khoáng. Nước khoáng. À, nước còn nước khoáng. Suối bình thường đâu, nước suối giống Việt Nam á. Nước suối giống Việt Nam cái này. Này, là bao nhiêu tiền một chai? 5.000. 5.000. 5.000 chị mua 2 chai đi ha. Hai chị. Đây là tờ tiền Indo. Thì Indo được sử dụng ngân hàng của Indo và họ sử dụng tiền Rupia. Thì 10.000 Indo nó tương ứng như khoảng 20.000 tiền Việt Nam cô bác quý anh chị. À, đây là một cái tờ tiền của Indo nè. À, và mình sẽ đưa. Dạ. 10.000. 10.000 là gì chị? 10.000. Dạ, con này. 20.000, 20.000. Đây là tờ Singapore. Đây là 1 đô Singapore. 20.000 là 1 đô Singapore. À, 20.000 thì nó tương ứng với khoảng gần 40.000 tiền Việt Nam. Dạ, hai chị em mình đi lại đây chị giới thiệu cho em với. Xin lại đây nè. Là chiều họ cứ trên một cái chiếc xe như thế này họ bán như thế này đi hả chị Vy? Đúng rồi, chiều là nó bán như vậy. Dạ. Và họ bán đến khi nào họ mới nghỉ, tối mới nghỉ hay sao? Bán giùm cho ba tút tút. Jualan sampai jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam? Ya. Yeah. 2 giờ khuya. Vậy bán đến 2 giờ. Và như thế này thì có bị công an đồ lao không? Có bị công an lao. À. Kalau ada polisi tak apa-apa kan? Tak apa. Không sao. Không sao. Đường xá ở đây cô bác quý anh chị thì người ta sẽ chạy ở phía bên tay trái và cái vô lăng sẽ nằm ở phía bên tay phải. À, và ở trên đây thì chị thấy cô bác anh chị có thể thấy là có những cái lá cờ của Indo nè. Ở người ta sẽ treo những cái lá cờ như thế này ở trên đây. À, nhìn rất là đẹp dễ thương ha. Họ chỉ bán nước thôi bán chứ họ. À, bán nước bởi vậy mới bán khuya. À. Bán thế này. Họ không có bán đồ nướng nhưng mà họ chỉ bán nước thôi hả chị? Bán đồ nướng thì chỉ có bắp nướng. Ở đây là đặc trưng là bắp nướng nè. Đặc trưng là bắp nướng. Dạ, đặc trưng là bắp nướng ha. Em nhìn thấy từ dưới lên cho là bắp nướng đúng không? Đúng rồi. Đó. Đặc trưng ở đây là chỉ có bắp nướng. Là nguyên cái dãy bên đó thì sẽ bán đồ nướng, còn cái dãy bên đây thì họ sẽ bán nước. À, một bên ăn nguyên, một bên uống nguyên ha. Thôi, được rồi, em cảm ơn chị nhiều. Dạ, qua hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại chị Vy đi cùng với lại các anh em đi dọc đường phố Indo để mà tìm hiểu về một cái nét văn hóa rất là hay ở tại Indo. Ở Indo thì họ, mọi người của họ thì đa số là theo đạo Hồi nha chị ha. Và ở đây là mấy anh này theo đạo Hồi luôn chị. Bán rồi chị. Anh nói gì vậy? Không hiểu. Rồi, hai chai nhiêu? 20. Em có lẽ. Nè. 20.000 nè. À, 20. Hả? Đâu tiền lẻ rồi cho mọi người xem với. Dạ á. Mà cà sĩ. Không biết phải lẻ không hả? Đúng rồi. 20. 20. 10.000. 10.000. Đây là 5.000. 5.000. 5.000 này nó khoảng 10.000 tiền Việt Nam á. Ủa hai ông khác nhau ha. Ờ. Này có hình một cái cô gái. Ừ. Bà trả tiền rồi. Rồi trả tiền rồi, xong rồi. Cảm ơn ảnh giùm em. Terima kasih. Yeah, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Hả? Terima kasih. Terima kasih. Yeah, sama-sama. Terima kasih. Cảm ơn. Cảm ơn Việt Nam. kan dia kan abang kan bilang dia bilang makasih. Sama-sama. Terima kasih itu kalau bahasa Vietnam itu cảm ơn. Oh, jadi nyautnya? Cảm ơn. Yeah. Anh nói gì? Dạ, yeah, nếu em hiểu phải dịch cho nó hiểu là tiếng Việt Nam nó là cảm ơn. Cảm ơn. Movie cho chạy ghê quá. Nè. Xe ở đây chạy khiếp thiệt á. À, chạy du. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau.